Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Hung thủ giết á khôi áo dài vẫn liều lĩnh đến phút chót. Tin đất rừng phương Nam sẽ sửa lại những chi tiết gây tranh cãi. Quốc lộ 1A qua Quảng Nam ngập sâu, nhiều phương tiện chết đứng. Xét xử dàn cựu lãnh đạo tổng công ty đường cao tốc VEC gây thiệt hại 460 tỷ đồng. Xe tăng đặc công Israel hoãn tấn công trên bộ ở Gaza vì thời tiết xấu. Hôm 15 tháng 10, cơ quan công an đã bắt được Tạ Duy Khanh, nghi phạm trong vụ giết người phân xác vứt trên sông Hồng. Thi thể được tìm thấy là của một nữ sinh sinh năm 2006 từng đạt danh hiệu Á khôi trong cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam năm 2022. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định kẻ sát nhân là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Người đàn ông này được cho là bạn trai của nạn nhân xấu số. Sau khi gây án, Khanh đã lẩn trốn về nhà riêng ở tỉnh Thái Bình. Khi bị công an vây bắt, nghi phạm đã dùng dao tự gây thương tích cho bản thân và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu. Hiện tại, Duy Khanh đang được điều trị dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. Cục Điện ảnh cho biết phim Đất rừng phương Nam đang trong quá trình thẩm định lại sau khi có phản ánh từ khán giả về tính xác thực lịch sử. Cụ thể là trong và sau ngày chiếu đầu tiên, nhiều khán giả lên tiếng trên Facebook về những thay đổi so với nguyên tác bao gồm vai trò của Thiên Địa Hội và Nghĩa Hòa Đoàn. Phim bị chỉ trích là xuyên tạc lịch sử, quá đề cao vị trí của hai hội kín có nguồn gốc từ Trung Quốc trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại vùng Nam Bộ. Trước những ý kiến trái chiều từ dư luận, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Cục Điện ảnh thẩm định lại phim. Ngày 14 tháng 10, cục đã có cuộc làm việc với đại diện nhà sản xuất, theo đó những tên Nghĩa Hòa Đoàn sẽ được sửa thành Nam Hòa Đoàn, còn Thiên Địa Hội thành Chính Nghĩa Hội nhằm tránh sự liên tưởng. Đầu phim sẽ được bổ sung dòng chữ thông báo: Phim chỉ lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Quá Cố Đoàn Giỏi. Mưa to kéo dài trong 3 ngày qua đã khiến quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam ngập sâu từ sáng nay. Cụ thể, tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 1A và đường dẫn xuống khu công nghiệp Tam Thăng, nước gây ngập sâu từ 30 đến 50 cm, nhiều phương tiện chết máy hoặc kẹt cứng vì khó di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu. Nhiều người dân đã phải quay trở về nhà vì không thể lái xe vượt qua biển nước mênh mông để tới khu công nghiệp làm việc. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, trong những ngày qua, nhiều khu vực có mưa rất to, tổng lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 10 tháng 10 đến 4 giờ ngày 16 tháng 10, phổ biến từ 300 đến 700 mm. Dự báo trong 48 giờ tiếp theo, tình trạng mưa lớn sẽ vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh. Sáng nay 16 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tái mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi giai đoạn 2. Cựu Chủ tịch Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Cao tốc Việt Nam VEC Mai Tuấn Anh và cựu Tổng Giám đốc Công ty Trần Văn Tám hầu tòa về hai tội danh là vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào, cựu Phó Tổng Giám đốc VEC, Hoàng Việt Hưng, Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cùng với 16 bị cáo khác cũng hầu tòa về các tội danh này. Ở giai đoạn 2 dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, giàn cựu lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam và nhóm đồng phạm bị cáo buộc đã không tuân thủ quy định từ khâu lựa chọn vật liệu, thiết kế, thi công. Sau khi nghiệm thu đưa vào hoạt động, mặt đường hỏng hóc gây thiệt hại cho nhà nước 460 tỷ đồng. theo nguồn tin từ báo new york times của mỹ quân đội israel đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ở giải gaza vào cuối tuần này kế hoạch được tiết lộ rằng hàng chục nghìn binh sĩ đặc công và xe tăng của quân đội israel sẽ tham chiến để tiêu diệt ban lãnh đạo của lực lượng hamas và đánh chiếm thành phố gaza tuy nhiên cuộc tấn công đã bị hoãn lại do điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ lực lượng mặt đất của phi công và máy bay không người lái Phía các chiến binh Hamas cũng có sự chuẩn bị. Nhiều nguồn tin cho biết họ đã lên kế hoạch phục kích quân đội Israel từ phía sau bằng cách bất ngờ xuất hiện từ nhiều đường hầm ẩn sâu dưới lòng đất của Gaza. Nếu Israel tấn công Gaza trên bộ, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Hệ thống đường phố chật hẹp và đông đúc có thể buộc các bên phải chiến đấu giáp lá cà và gây ra thương vong cho dân thường.